ที่สนามบินค่ะพี่สนามบินเรียกสันใบสันใบสันใบใช่อยู่สันใบอยู่สันใบตันเซินยัดตันเซินยัดวัดนะคะคุณก็มีเม็ดไม่เอ่ยคือคนเวียดนามปรุงใช่นี่คนเวียดนามปรุงนะคะบิดละชั่วชั่วใกล้ๆหมัดหมัดหมดชุดNếu như có 4 ngày 3 đêm ở Sài Gòn thì các bạn sẽ đi đâu, làm gì và ăn gì? Comment ý tưởng của các bạn ở bên dưới đây nha. Và để lần sau có dịp đi Sài Gòn nữa thì mình sẽ viết thêm những chỗ đó. Xin chào tất cả các bạn, mình là Jamie Ploy và lần này thì mình sẽ đi du lịch cùng với tour của nhà trường. Tổng cộng là 4 ngày 3 đêm ở Sài Gòn. Ngày đầu tiên và ngày cuối cùng thì bọn mình sẽ đi theo lịch của tour, còn mình hứng thú nhất trong chuyến đi lần này đó chính là mình sẽ có 2 ngày tự do để khám phá Sài Gòn. Cơ mà lần này thì bọn mình sẽ đi theo lịch của tour bay lúc 7 giờ sáng, thế nên là mình sẽ phải dậy từ lúc 2 giờ sáng. Trời ơi, may mà có chị El qua đón, chứ mình nghĩ là mình không thể gọi xe vào lúc đó luôn á. Để mình kể cho các bạn nghe, ngày đầu tiên mình đến Sài Gòn thì lúc đó trời nắng chang chang. Nói chung là cũng không khá khác so với thời tiết của Thái lắm. Vừa xuống máy bay là lên xe thẳng tiến đến địa đạo Củ Chi luôn. Sau đó thì sau khi tham quan ở địa đạo Củ Chi xong để tìm hiểu về lịch sử của chiến tranh Việt Nam ấy. Sau đó thì quay về bưu điện thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ và cuối cùng là ăn tối ở nhà hàng trong. Và bạn có tin không, lúc mà bọn mình quay lại check-in khách sạn lúc đó thì cũng khoảng 10 giờ tối luôn á. Thế nên là ngày đầu tiên là một ngày siêu dài nhưng mà cũng rất đáng nhớ. Còn 2 ngày tự do tiếp theo thì mình đã làm gì? Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe nhá. 2 ngày tự do, thật ra mình cũng chưa có lên kế hoạch, lên lịch trình gì cả. Thì 2 ngày tự do cũng là cái phần mà mình thích nhất ấy. Thì mình đã làm, đầu tiên đó chính là mình gửi đồ cho mọi người. Có sách này, có snacks này, có quần áo này. Sau đó thì mình tự tìm một cái quán cà phê có view nhà thờ Tân Định. Mình cũng đã được ăn bánh xèo, bánh căn, uống trà tắc. Nói chung là những món mà mình recommend nắm thử khi mà đến Sài Gòn. Order ở đây trước ạ? Đi, sao? Đi, sửa chua cà phê.
Ok, và còn có những điều rất là đặc biệt trong chuyến đi này nữa. Đó chính là chúng mình đã gặp được các bé sinh viên Thái đang làm việc ở công ty cách Sài Gòn khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe. Mà yêu các em ấy vô cùng luôn. Tan làm xong bắt Grab qua gặp chúng mình luôn mà. Khoảng 1 tiếng rưỡi gặp xong rồi lại bắt Grab đi về. Không có cái từ nào có thể diễn đạt được cái tình yêu mà các em ấy dành cho chúng mình luôn á. Nói chung là mình rất là cảm động và rất là trân trọng những cái điều như vậy. Đó, và ngày cuối cùng thì chúng mình đi ba bảo tàng ở Hồ Chí Minh là bảo tàng chiến tranh này, Dinh Độc Lập và bảo tàng mỹ thuật nữa. Chuyến đi này vô cùng đáng nhớ đối với mình nữa. Đó chính là chiếc vali. Lúc đi thì còn lành lặn, lúc về thì vỡ toang như thế này này. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu như các bạn thích thì nhớ like, share và đăng ký kênh YouTube của Jamie Pod. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Sao bạn đi khá à?